Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy chim thì tiếp tục một cái lô hàng loa Q92 bên em mới nhập về. Thì sau đây em sẽ bỏ loa ra và giới thiệu chi tiết cho anh em khi anh em mua loa thì sẽ nhận được những cái thứ gì. Thì đây là một cái hộp loa hoàn chỉnh nha anh em này. Thì khi anh em mua loa ấy thì anh em sẽ nhận được cái phụ kiện gì thì nó nằm gói gọn ở trong một cái hộp đựng loa như thế này. Còn ở bên ngoài ấy thì nó có chữ loa Q92 này. Đấy. Còn ở bên trong đây thì anh em nhận được một cái điều khiển từ xa và một quả pin. Và một cái sạc điều khiển, một cái sạc loa và một cái thân loa đã được bọc vào trong cái túi chống sóc này. Một quyển sách hướng dẫn và một cái túi đựng loa như thế này. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về từng cái bộ phận của những cái chi tiết ở trên cái thân con loa này để cho anh em cùng tham khảo. Thì về cái thân con loa này thì đã được bọc vào trong cái túi chống sóc. Đấy, đảm bảo khi gửi tới tay anh em sử dụng ấy, thì về cái chất lượng âm thanh hay là về cái nguyên hình nguyên vẹn của con loa này nó vẫn được giữ nguyên như là nhà sản xuất mới gửi về tay em. Đấy thì để đảm bảo tin tưởng hơn thì anh em mua loa bên em ấy thì sẽ được một đổi một trong vòng 15 ngày. Đây là cái hàng điện tử, anh em cứ dùng qua 15 ngày ok thì nó dùng rất là chịu. Còn anh em dùng dưới 15 ngày nó bị lỗi hỏng về phần kỹ thuật âm thanh hay là cái dung lượng pin thì anh em đổi trả lại em. Tất cả mọi cước vận chuyển anh em không phải mất 1.000 nào cả. Còn về cái con loa Q92 này, nó rất là nhỏ gọn, cái phù hợp cho anh em là đi đánh tất cả các loại chim. Về cái âm thanh của nó thì yên tâm rồi. Đấy thì nhỏ gọn thì anh em xách đi mang đi rừng đánh chim thì nó sẽ tiện. Còn đây là cái lỗ cắm thẻ nhớ này. Còn về những cái nút điều khiển trực tiếp ở trên cái thân con loa này thì nó có nút qua bài, trở lại và tạm dừng và nút chạy lặp lại một bài. Đấy nó rất là đơn giản thôi. Còn về cái ba nút chính đây thì nút ngoài cùng là nút nguồn anh em nhé. Đấy anh em xoáy theo kiểu chiều kim đồng hồ ấy, xoáy lên như thế này nó hiện như thế này là anh em sử dụng ok này. Còn về cái dung lượng pin của con Q92 này thì bao cho anh em là đánh được liên tục từ 14 đến 16 tiếng đồng hồ. Đấy, bở to hết công suất và đánh được 14 đến 16 tiếng đồng hồ. Đấy, cứ bật to hết công suất là anh em có thể sử dụng được cần đấy thời gian. Còn về cái mức độ điều khiển từ xa thì bao cho anh em là 500m. Đấy, nếu mà anh em có test xa hơn 500m thì anh em phải ra những cái cánh đồng vắng, bật loa cao cao lên thì anh em có thể bắt được 2 cây số. Đấy, về cái thông số của nó thì về cái dung lượng pin và mức độ điều khiển từ xa thì dùng rất là ok. Còn về cái sạc loa thì đây nó có một cái lỗ này, thì anh em cắm sạc vào đây, cắm trực tiếp vào điện lưới nhé. Để anh em có thể sạc trực tiếp vào điện lưới. Đấy, cái loa này rất là ưu tú này, thì anh em sạc vào điện lưới thì anh em dùng. Còn về cái điều khiển đây thì nó cũng như cái điều khiển tivi của gia đình nhà anh em sử dụng ấy. Nó cũng có từ bài 1 cho tới bài 9 đấy. Anh em chọn bài nào chọn không thì anh em đây có nút qua bài đây. Có mũi tên sang phải thì anh em ín thì nó khắc chuyển bài. Đấy to nhỏ thì cũng chỉnh luôn ở cái điều khiển này. Đấy là một cái dòng loa điều khiển từ xa. Thì anh em lên sử dụng trực tiếp bằng điều khiển này thì đi đánh thì tỷ lệ nó thành công nó sẽ cao hơn. Về cái mức độ điều khiển đây, nhà sản xuất còn dán luôn trên đây là 2.000m này, nhưng mà chỉ bao cho anh em là 500m thôi nhé. Còn cái quả pin này thì đây là cái quả pin khô. Đấy, rất là hữu ích khi anh em sử dụng ấy, thì hết pin là anh em sạc qua điện lưới thôi, anh em không phải đi mua pin thay thế cả. Đấy, hàng thì về với số lượng rất là nhiều. Đấy, đảm bảo là khi anh em cần là em gửi luôn luôn đáp ứng được nhu cầu của anh em. Còn về cái túi đây thì cái túi này thì cái túi đựng nào thiết kế thì vừa vặn cho anh em về cái con loa Q92 này rồi. Đấy thì anh em sử dụng thì anh em đút loa vào như thế này. Anh em mở túi ra anh em đút loa vào như thế này thì anh em có thể xách đi để đánh kẹp mồi. Đấy, đánh loa kẹp mồi giả hay là loa kẹp mồi thật ấy, thì anh em đánh anh em để gần cái bẫy của anh em ấy thì nó có màu ngụy trang như thế này, màu tần di. Để tăng thêm cái tính ngụy trang ở ngoài tự nhiên cho anh em. Còn về cái mặt lưới để phát âm thanh ra nó chuẩn ấy, thì ở đây được làm bằng lưới nhé, không được làm bằng vải. Để có lỗ ra như thế này thì tiếng âm thanh ra nó rất là chuẩn. Đấy, còn bên em về những cái mẫu loa điều khiển này thì bán rất là nhiều loại. Đấy, từ những cái loại rẻ tiền cho cái loại trung tiền, cho cái toa tới cái những cái loại đắt tiền. Đấy thì anh em muốn sắm cho mình một con loa nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em thông qua số điện thoại để dưới tiêu đề. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.